Minh Đường Tử Vi xin kính chào các anh chị, chúc các anh chị vui vẻ, hạnh phúc vạn sự. Chúc các anh chị vui vẻ, hạnh phúc vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các anh chị đón xem Tử Vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các anh chị thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi giáp tý 1984 tháng 6 âm lịch. Tuổi giáp tý sinh năm 1984 hay còn gọi là ốc đính chi thử chuột trên nóc nhà, ngũ hành nạp âm thuộc kim. Theo đó đây là con chuột của sự trái ngược, tuổi giáp tý học rất giỏi, kiến thức rất nhiều nhưng lại không thành công bằng con đường học vấn thuở thiếu thời họ hay gặp tai ương, cha mẹ phải nuôi dưỡng nhiều, mệnh tiềm ẩn số phải làm con nuôi người khác. Họ thường rất thông minh, lanh lợi, cuộc sống từ trung niên trở đi thì nhiều thành công ngoài mong đợi. Đại diện cho giáp tý là hình tượng của chuột trên nóc nhà. Tức là anh chị của giáp tý ẩn chứa số mệnh dễ dàng no đủ, giàu sang, tuy nhiên sự phải trốn chui lủi của chuột nhà cũng hay ứng vào mệnh này. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Giáp Tý sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi giáp tý 1984 mệnh Hải Trung Kim theo quan niệm truyền thống được đánh giá là cần cù ham học hỏi, tính tình nóng nảy, thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận. Nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan điểm hiện đại cho rằng người nhóm này luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Họ có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến, cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Là người giàu cảm xúc lại giỏi ăn nói, họ rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ lạc quan, hoàn toàn không nhìn thấy tính nóng nảy hay đố kỵ của họ. Người tuổi Giáp Tý tí có tính sở hữu cao, chỉ cần là thứ họ muốn thì dù phải trả giá thế nào cũng nhất định phải có bằng được. Tính cách cố chấp với những điều bản thân cho là đúng thì sẽ kiên trì đến cùng, quyết không dao động bởi ý kiến của người khác. Đại diện cho Giáp Tý là hình tượng của chuột trên nóc nhà tức là bản mệnh của họ ẩn chứa số mệnh dễ dàng no đủ, giàu sang, tuy nhiên sự phải trốn chui lủi của chuột nhà cũng hay ứng vào mệnh này. Trừ một số ít giáp tý không bị ảnh hưởng. Còn đa phần các anh chị tuổi giáp tý sẽ hay dây vào những chuyện danh bất chính, ngôn bất thuận. Cả trong cuộc sống gia đình từ đời bố mẹ, lẫn cuộc sống cá nhân của bản thân sau này. Đây có thể coi là điểm trừ trong bản mệnh của anh chị giáp tý. Giáp dương mộc gặp ất âm mộc nên được gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân đối với các gia chủ tuổi giáp tý trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình nên có những cách ứng xử hợp xử sự hợp lý để giải quyết tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình tháng này vận trình của các anh chị tuổi giáp tý không tốt trên mọi khía cạnh công việc của bản mệnh đang dần có dấu hiệu sa sút theo đó là sự hao tổn về tài lộc gia chủ cần vững vàng hơn trên con đường mình đã lựa chọn năm nay bản mệnh sẽ rất vất vả để kiếm tiền Tuy nhiên, có qua lửa mới biết vàng tốt, chỉ cần anh chị cố gắng thì không gì là không thể. Tháng này, cũng cần chú ý đến sức khỏe và các mối quan hệ xung quanh mình. Đặc biệt trong năm 2021 Thái Tuế là Sửu để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên anh chị hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, và xem ngày sử dụng cho anh chị tuổi giáp tý sinh năm 1984. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên anh chị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi giáp tý qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Qua tháng 6 năm 2021, công việc của anh chị bắt đầu xa sút bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối không thể nào kiểm soát được tình hình dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý tình hình trước mắt biến động liên tục khiến cho bản mệnh trở tay không kịp có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn dễ gây ra sự cố bất ngờ anh chị còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ cảm bẫy khắp nơi nơi khiến cho anh chị tuổi giáp tý đôi khi chán nản chỉ muốn buông xuôi Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho anh chị tuổi giáp tý dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh, anh chị tuổi giáp tý nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ, có vậy thì cuộc sống của anh chị mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các anh chị hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với anh chị từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho anh chị tuổi giáp tý sinh năm 1984, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Bước sang tháng 6 này anh chị tuổi giáp tý chịu nhiều áp lực của cục diện tương hại nên tinh thần có phần dễ bị kích động, khó giữ được bình tĩnh và sáng suốt, gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên vận trình tài lộc của con giáp này. Anh chị cứ nghĩ phải tiết kiệm nhưng lại tiết kiệm không phải lối, cuối cùng thành ra còn tốn kém hơn gấp nhiều phần. Chẳng những tốn tiền ở đó, anh chị còn xui xẻo đến độ dễ mất tiền vào những chuyện không đâu như va chạm với người khác hay làm hỏng đồ của người ta nên mất tiền đền bù. Lại thêm cả chuyện đi lại trên đường không chú ý vi phạm giao thông, bị công an phạt tiền nữa. Đủ chuyện khiến cho tuổi tí trong tháng 6 âm này mất tiền hao của. Trong tháng 6 âm lịch này, anh chị tuổi Giáp Tý gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bầy mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Xét về tài vận, tháng 6 âm lịch này anh chị tuổi giáp tý khó mà có được tiền bạc dùng dình trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá anh chị có khi đang trên đà tiến bước sắp được nhận thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai cũng may có thực thần chiếu mệnh nên anh chị vẫn còn có cơ hội mà kiếm thêm đồng ra đồng vào tuy tiền bạc suốt ngày ra đi nhưng cũng không đến mức túng thiếu vay mượn nợ nần khắp nơi nơi tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi thường phải giành giật bon chen vất vả mới thu được tiền về tay vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm chớ chi tiêu hoang phí quá mức đặc biệt để kích vượng vận tài lộc trong thời điểm này thì anh chị cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà phật bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí tăng may mắn và chiêu tài lộc cho anh chị đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Anh chị cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Tháng 6 âm lịch là lúc mà anh chị tuổi giáp tý sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu, sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên anh chị phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Anh chị mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Anh chị có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của anh chị. Chính vì vậy để kích hoạt vận đào hoa thầy Ra Cát khuyên anh chị tuổi Giáp Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những anh chị tuổi giáp tý còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng, có thể một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu anh chị tuổi giáp tý không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ khi làm việc anh chị không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút dễ bị sai giấy tờ hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi không những thế anh chị cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện các anh chị tuổi giáp tý sinh năm 1984 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các anh chị giáp tý sinh năm 1984. 3. Ngày Cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi giáp tý tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, xung sửu, hình sửu, hại tý phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi giáp tý trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 6 năm 2021 tức ngày 21 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là canh ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 6 năm 2021 tức ngày 2 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là nhâm ngọ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ giáp ký. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để anh chị tuổi giáp tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình anh chị đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 7 tháng 6 năm 2021, tức ngày 16 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 6 năm 2021 tức ngày 28 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là đinh sửu có nạp âm là giản hạ thủy quý vị thân mến trên đây minh đường tử vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi giáp tý trong tháng 6 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi suôn sẻ nhất xin chào và hẹn gặp lại